Dù đã ra mắt được một thời gian nhưng mà anh em lựa chọn chiếc điện thoại iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng rất là nhiều nha. Cơ bản là mình thấy là hai chiếc điện thoại này nó sẽ giúp anh em tiết kiệm hơn khi mà mình mua một chiếc điện thoại mới. Vậy thì em có đáng mua hay không á thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Đầu tiên là vì giá bán của hai chiếc điện thoại này đã được giảm khá là nhiều cho nên là sẽ giúp anh em tiết kiệm được kha khá. Nhưng mà ngoại hình của hai chiếc điện thoại này thì lại giống với lại iPhone 15 Pro cũng như là iPhone 15 Pro Max. Về thiết kế này thì khỏi bàn nha, sang xịn mịn với cái khung kép không gỉ, mặt lưng kính nhám nè. Dynamic Island cũng là một trong những cái điểm thú vị, vừa hiển thông báo vừa điều khiển nhạc rất là tiện luôn. Và những cái điều này thì cũng khá là giống so với lại chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max, chỉ là iPhone 14 Pro Max thì nó sẽ không có khung viền titan mà thôi. Còn về chip thì mình sẽ sử dụng là chip Apple A16 Bionic, vẫn là một trong những cái con chip mạnh nhất trên thị trường smartphone, đảm bảo những cái trải nghiệm mượt mà trong mọi tác vụ nặng đến nhẹ của các anh em luôn. Chất lượng chụp và quay video của iPhone 14 Pro và Pro Max vẫn thuộc top đầu, đáp ứng tốt nhu cầu của cả người dùng thông thường lẫn những người mà đam mê nhiếp ảnh. Nên đam mê quay top top thì cứ lựa chọn thoải mái nha. Và Apple thì luôn nổi tiếng trong cái việc là hỗ trợ người dùng cập nhật phần mềm trong một cái thời gian dài luôn, cho nên là anh em cứ yên tâm thoải mái sử dụng trong nhiều năm tới. Còn để nói về nhược điểm hả, thì chắc là những người yêu công nghệ thì thường thích khám phá những cái mới, thì đối với lại những chiếc iPhone 15 Pro cũng như Pro Max thì nó sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn cho anh em. Tuy thời lượng pin của iPhone 14 Pro Max khá là tốt, nhưng mà so với những cái đối thủ Android thì nó vẫn chưa phải là xuất sắc nhất, chỉ ở mức vừa đủ mà thôi. Vậy tóm lại á, là chúng ta có nên mua iPhone 14 Pro và Pro Max trong năm 2024 hay không? Câu trả lời là tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách của các anh em. Nếu anh em muốn một chiếc iPhone cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ, camera đẹp, thiết kế sang trọng và giá cả hợp lý hơn so với lúc mới ra mắt á, thì iPhone 14 Pro và Pro Max vẫn là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu mà anh em muốn có những cái trải nghiệm nó mới mẻ hơn và những cái mà gọi là tốt nhất á, thì chắc là nên lựa chọn iPhone 15 series. Và cuối cùng á, theo mình thấy là cái yếu tố tiết kiệm nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định cuối cùng của các anh em. Vậy thì các anh em sẽ là người đưa ra lựa chọn ha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Minh Tuấn Mobile luôn nha. Bye bye.